BTS vừa gia nhập Instagram đã phá kỷ lục Blackpink vì gây choáng với số follow tăng ác cả Lisa. Cuộc đua Instagram của nghệ sĩ Hàn đang ngày càng nóng khi Blackpink chính thức có đối thủ xứng tầm là BTS. Instagram là mạng xã hội được đông đảo ngôi sao quốc tế nói chung và sao Hàn nói riêng ưa chuộng. Trên nền tảng này, các idol K-pop thường xuyên đăng tải mọi hoạt động hàng ngày, thậm chí là tương tác với người hâm mộ. Số lượng người theo dõi cũng thể hiện tầm ảnh hưởng của các thần tượng trên phạm vi toàn cầu. Mới đây, một nền tảng nghiên cứu dữ liệu fandom có tên K-pop Radar đã thống kê top 10 tài khoản cá nhân của idol có mức tăng trưởng người theo dõi cao nhất trong năm 2021, tính đến ngày 15 tháng 12. Phủ sóng top 10 không ai khác chính là các thành viên của hai nhóm nhạc đình đám nhất hiện nay, BTS và Blackpink. Nếu như Blackpink nổi tiếng là bà chúa Instagram, thì tân binh BTS dù mới gia nhập chưa đầy một tháng, nhưng đã đạt được những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. 1. Vì BTS tăng 26 triệu người theo dõi. Ngày 6 tháng 12 năm 2021, các thành viên BTS chính thức lập tài khoản cá nhân và lập tức làm cả mạng xã hội nổ tung. Hàng triệu fan kéo nhau vào nhấn theo dõi tài khoản của thần tượng. Tính đến ngày 15 tháng 12, tài khoản của V đã cán mốc 26 triệu người theo dõi. Bên cạnh đó, nam idol cũng xô đổ nhiều ông hoàng bà chúa Instagram để nhận về nhiều kỷ lục cực khủng. Thành viên BTS đã vượt mặt Lee Minho để trở thành nam nghệ sĩ K-pop có lượng follower khủng nhất. V cũng được Guinness ghi nhận là người cán mốc 1 triệu và 10 triệu follower nhanh nhất thế giới. Ngoài ra, nam idol cũng là người châu Á đầu tiên cán mốc 14 triệu tim, đồng thời là người nắm giữ bức ảnh nhiều tim nhất châu Á, vượt qua hàng loạt cột mốc khủng của Lisa. 2. Lisa Blackpink tăng 25,4 triệu người theo dõi. Là bà hoàng Instagram, Lisa chính là nghệ sĩ có lượng follower cao nhất xứ Hàn và đứng thứ tư châu Á với 71 triệu người theo dõi. Trong năm 2021, em gái quốc tế đã có mức tăng trưởng ấn tượng là 25,4 triệu người. Trước khi bị VBTS vượt qua, Lisa cũng là idol nắm giữ kỷ lục từ 1 triệu đến 11 triệu trên Instagram nhanh nhất K-pop. 3. Jungkook BTS tăng 24,5 triệu người theo dõi. Lập tài khoản Instagram, Jungkook đã làm bùng nổ mạng xã hội với cái tên độc đáo. Anh cũng là nam ca sĩ có lượng follower cao thứ hai K-pop với 28,2 triệu người theo dõi. Vào ngày cuối cùng của năm 2021, em út BTS đã phá vỡ loạt kỷ lục của V và trở thành người đạt mốc 1 triệu like trên Instagram nhanh nhất thế giới. Bên cạnh đó, anh cũng là nghệ sĩ châu Á có bức ảnh đạt 2 triệu đến 5 triệu like trong thời gian ngắn nhất. 4. Jimin BTS tăng 23,7 triệu người theo dõi. Dù chưa có thành tích đối với tài khoản cá nhân, nhưng trước đó Jimin cũng có kỷ lục riêng trên toàn Instagram. Jimin giữ kỷ lục là cá nhân được nhắc đến nhiều nhất trên Instagram trên thế giới. Thẻ tên Jimin có số lượng bài đăng cao nhất trên nền tảng này. Tính đến hiện tại, hashtag Jimin đã vượt qua 66,6 triệu bài đăng và là cá nhân được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới trong lịch sử của Instagram. 5. Jin BTS tăng 22,7 triệu người theo dõi. Jin đang sở hữu 25,2 triệu follower. Theo kết quả nghiên cứu, tính đến ngày 15 tháng 12, anh cả BTS đã tăng 22,7 triệu người theo dõi. 6. J-Hope BTS tăng 22,44 triệu người theo dõi. Từ con số 0, sau 9 ngày, J-Hope đã thu về 22,44 triệu người theo dõi, hiện tại là 25,1 triệu người. 7. RM BTS tăng 22,4 triệu người theo dõi. Theo sát nút, J-Hope đứng thứ 9 trong top 10 tài khoản idol tăng trưởng mạnh nhất 2021. 8. Suga BTS tăng 22,3 triệu người theo dõi. Hiện tại, hậu cung của nam rapper Suga đang có 25,1 triệu thành viên. 9. Jennie Blackpink tăng 21,8 triệu người theo dõi. Sở hữu 60 triệu follower, Jennie đứng thứ 2 K-pop về lượng người theo dõi. Trước khi bị Lisa và các thành viên BTS phá đảo, Jennie cũng có cho mình những kỷ lục khủng. Cô nàng chính là nữ idol đầu tiên sở hữu bài viết đạt 10 triệu like và trong thời gian nhanh nhất. Trước Lisa, Jennie cũng có bài đăng đạt 8 triệu và 9 triệu like nhanh nhất K-pop. 10. BTS tăng 21,4 triệu người theo dõi. Trước đây, mọi hoạt động của các thành viên BTS đều đăng tải trên tài khoản chung mang tên nhóm. Chính vì vậy, tài khoản này cũng sở hữu lượng theo dõi cực khủng với 58,1 triệu người.